Mùa thu năm 1792, vua Quang Trung đột ngột mất, nhà Tây Sơn bắt đầu suy vong. Lợi dụng tình hình đó, cháu chúa Nguyễn Phúc Khoát là Nguyễn Phúc Ánh 1765-1820 tấn công và đánh chiếm thành Tây Sơn, lập thành triều đại Nguyễn năm 1802. Sau đó Nguyễn Ánh lên ngôi vua Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân, Huế. Hai năm sau, ông đổi thành Việt Nam. Năm 1838, con trai ông Hoàng đế Minh Khang một lần nữa đổi tên thành Đại Nam. Nhà Nguyễn tồn tại 143 năm với 13 vị vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại. Minh Khang có tên là Nguyễn Phúc Đảm, sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi, là người con thứ tư của vua Gia Long. Sau khi Gia Long mất, Nguyễn Phúc Đảm đã chính thức kế thừa ngôi vua lấy niên hiệu Minh Mạng vào năm 1820. Minh Mạng có tư chất thông minh, hiếu học, năng động và quyết đoán. Ngay từ năm lên 9 tuổi 1800, hoàng tử Đảm đã được vua theo ra chặn. Ông sẵn tính thông minh, thường được vua cha khuyên nhủ học hành. Khi lên ngôi, Minh Mạng đặt ra lệ các quan ở thành Dinh Trắng, Văn Từ, Hiệp Trắng, Cai Bạ, Ký Lục, Tham Hiệp, võ từ thống quản cơ đến phó vệ quý. Ai được thăng diện, bổ nhiệm đều phải đến kinh đô gặp vua để vua hỏi han công việc và kiểm tra năng lực và khuyên bảo. Trong lịch sử các vua Việt Nam nói chung, lịch sử 13 vị vua triều Nguyễn nói riêng, đời vua có nhiều vợ nhất là Minh Mạng. Theo sách lịch sử ghi lại thì vua Minh Mạng có 500 người vợ, sau đó là vua Tự Đức là có 103 người vợ. Quý vị đang đứng trước Mi Đình. Mi Đình nằm trên tầng sân thứ hai của Bái Đình, được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của triều Nguyễn. Bộ mái lợp hai tầng chứa đựng nhiều yếu tố âm dương. Trên đỉnh trang trí bình hồ lô và hình rồng, rồng tượng trưng cho nhà vua. Hồ lô mang ý nghĩa chứa đựng những tinh túy của trời đất. Bên trong Mi Đình, trên các hệ thống vách ngăn được chia thành nhiều ô lớn nhỏ khác nhau. Mỗi ô được chạm tiểu cảnh hoa lá bát bửu hoặc một hai câu thơ bằng chữ Hán do vua Thiệu Trị sáng tác. Đặc biệt, trên các giải vách bàn còn có 8 chữ Hán lớn: Thánh Văn, Thần Võ, Trí Nhân, Đại Đức của vua Thiệu Trị dành tặng cho cha mình, với ý nghĩa ca ngợi vua cha Minh Mạng văn như thánh, võ như thần, nhân từ, đức lớn. Tại trung tâm của Mi Đình là tấm bia đá lớn được gọi là Ngự Chế Thánh Đức Thần Công Bi Ký, ghi lại những công đức của vua Minh Mạng do vua Thiệu Trị viết. Tấm bia đá là hiện thân của thiên tử trong vũ trụ. Ngoài nội dung ca ngợi vua cha thì về khía cạnh văn thơ, đây là một áng văn tuyệt tác của một vị vua nổi tiếng hay chữ, yêu thơ thời Nguyễn. Trong bài văn bia này, vua Thiệu Trị có nói lại lời của cha mình: Trẫm khuya đã mặc áo, tối mây ăn cơm, chỉ mong sửa trị khiến mọi người giữ chức đều hiện lương, nhân dân được yên vui, nước sông chảy thuận dòng, thóc lúa hàng năm được mùa, còn điểm tốt nào hơn thế. Vua Minh Mạng trong mắt của con trai là một vị vua chăm việc nước, yêu thương dân, mở mang bờ cõi. Trong bài Minh: Thương nuôi muôn dân, đói ăn khát uống, nuôi già giúp khổ, ơn thấm xa gần, tha thuế giảm sưu, thận hình thôi giết, khắp cõi nhờ ơn, vui mừng ca hát. Quý vị đang đứng trước Hiền Đức Môn.
đây là cổng chính dẫn vào khu vực tẩm điện của lăng vua Minh Mạng. Hiển Đức Môn, một trong những kiến trúc đạt tỷ lệ vàng, điển hình cho kiến trúc giai đoạn đầu triều nhà Nguyễn, được xây dựng năm 1843. Hiển Đức Môn được thiết kế như một tòa nhà 2 tầng, 3 gian, không có trái, nằm trên mặt nền cao hơn 1 mét so với tầng sân chầu thứ 5, được bó vỉa bằng đá thanh và lợp ngói ống tráng men. Toàn bộ công trình được chạm nổi công phu và sơn son thép vàng, các vì kèo chạm lá hóa long hoa cúc. Liên ba được trang trí theo lối nhất thi nhất họa, tức là cứ một ô chạm chữ Hán lại điền một ô tranh. Cánh cửa giữa được thép vàng và hai cửa hai bên được sơn son. Ngay trên vòm cửa giữa phía trước là một bức hoành phi chạm nổi ba chữ Hiển Đức Môn. Hiển Đức Môn được giới hạn bởi khung thành hình vuông, biểu trưng cho mặt đất xuất phát từ ý niệm trời tròn đất vuông của người xưa. Qua khỏi Hiển Đức Môn, phía hai bên sân là Tả Tùng Tự và Hữu Tùng Tự. Đây là hai công trình phối ở mặt trước thuộc điện Sùng Ân, dùng để văn võ bá quan túc trực mỗi khi có việc lên Hiếu Lăng. Đồng thời, đây cũng là nơi thờ các quan văn võ có công với triều đình dưới thời vua Minh Mạng. Mỗi nhà có ba gian hai trái với bộ kèo đơn trụ tiêu thường thấy trong kết cấu nhà giường. Mái của công trình được lợp bằng ngói âm dương tráng men xanh. Hiện nay, Hữu Tùng Tự được dùng làm nơi trưng bày các hiện vật nguyên gốc của công trình, các vật liệu mới được sử dụng để trùng tu và bản đồ liên quan đến việc khoanh vùng bảo vệ lăng Minh Mạng. Thưa quý vị, điện Sùng Ân là công trình chính của khu vực tẩm điện, được xây dựng theo phương án do vua Minh Mạng hoạch định từ năm 1840. Sau đó, được vua Thiệu Trị tiếp tục cho xây dựng điện Sùng Ân hoàn thành trước ngày 9 tháng 7 năm 1841, là ngày cử hành lễ mai táng vua Minh Mạng tại Hiếu Sơn. Sau khi vua băng hà, tất cả các công trình kiến trúc trong khu vực tẩm vẫn phi tần cung nữ trong hoàng cung phải lên đây ăn ở để khói hương thờ tự cho trọn kiếp người, coi đó là sự chung thủy đối với tiên đế khi về thế giới bên kia của vua và tá thiên nhân hoàng hậu Hồ Thị Hoa. Vì là nơi thờ tự nhà vua nên mái được lợp trang trí rồng. Công trình này xây dựng bằng cách ghép hai ngôi nhà giường lại với nhau, ăn nội thất đồng nhất. Đây là lối kiến trúc truyền thống của triều Nguyễn, gọi là trùng thiềm điệp ốc. Sở dĩ được gọi như vậy bởi mái được xếp chồng mái, được xếp nối nhà. Nhà trước gọi là tiền điện và nhà sau gọi là chính điện. Tiền điện gồm 5 gian hai trái đơn và chính điện gồm 3 gian hai trái kép. Nối giữa tiền điện và chính điện là hệ thống mái thừa lưu hay còn gọi là trần vỏ cua. Bên trên trần có máng xối bằng đồng hứng nước của hai mái nhà này, rồi chảy xuống mái hạ hai bên có miệng rồng đắp nổi. Điện Sùng Ân là công trình chính của Hiếu Lăng nên tất cả đều được sơn son thép vàng. Các đề tài trang trí bên trong nội thất điện đều là những đề tài thường gặp ở kiến trúc cung đình Huế như chữ thọ, hoa, lá, bát bửu. Tất cả đều hướng tới sự cầu phúc. Điều đáng lưu ý là các tiểu cảnh của bát bửu, nho, Phật, lão đều có mặt đầy đủ và dường như không có sự ưu tiên nào. Bên giữa các ô tiểu cảnh còn có các ô chữ, đó là những câu thơ 7 chữ hay 5 chữ. Các nhà nghiên cứu đã ghép lại được 37 bài thơ tứ tuyệt và 2 cặp câu đối, tất cả đều được vua Minh Mạng sáng tác. Trong đó có tác phẩm Muôn Phương Yên Ổn của vua Minh Mạng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một người nhận mệnh trời để trị thiên hạ, thiên hạ vốn chẳng phải đem ra để cung phụng cho một người. Cơm muộn thức khuya lo việc nước,
sớm chiều kính cẩn giữ gìn thần. Ắt vì mong mỏi muôn dân yên ổn cày cấy, thề nguyện nghìn phương tránh được đắng cay, chẳng dám không gắng suy nghĩ để cố làm, vui mừng mong trời phù hộ để nuôi muôn dân. Và Hữu Tùng Viện là hai công trình phối ở mặt sau, phía đông và phía tây điện Sùng Ân. Đây là nơi ăn ở sinh hoạt của phi tần thái giám cùng các người hầu sau khi nhà vua băng hà. Kết cấu của hai ngôi nhà này cũng giống hai ngôi đông tây phối điện phía trước, mỗi nhà có ba gian hai trái với bộ kèo đơn trụ tiêu thường thấy trong kết cấu nhà giường. Mái của công trình được lợp bằng ngói âm dương tráng men xanh. Tuy nhiên, Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện nối liền với Sùng Ân Điện, còn Đông Tây Phối Điện thì tách rời. Các công trình này được xây dựng từ năm 1840 đến năm 1843. Quý vị đang đứng trước Hoàng Trạch Môn. Đây là cánh cửa giới hạn kết thúc khu thành hình vuông của phần tẩm điện, nơi biểu trưng cho cõi sống, và mở ra không gian khu vực lăng mộ, nơi an táng thi hài nhà vua, biểu trưng cho cõi vĩnh hằng. Khác với Đại Hồng Môn và Hiển Đức Môn, Hoàng Trạch Môn gây ấn tượng bằng ba lớp mái được nâng cao bởi các dải cổ diềm có chia ra nhiều ô. Hoàng Trạch Môn chỉ có một lối ra vào với hai lá cửa gỗ lớn. Từ Hoàng Trạch Môn nhìn qua vòng cửa, quý vị sẽ thấy Minh Lâu giống như lơ lửng giữa trời mây cây lá. Kiến trúc lăng tẩm này cho thấy thái độ thanh thản đối với cái chết tất yếu phải đến trong đời người. Lăng và tẩm chỉ gần nhau trong gang tấc. Các vua như thấu hiểu quy luật tự nhiên của đời người, vui vẻ trước cái chết và sẵn sàng chờ tử thần đưa họ về thế giới bên kia. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là cầu Trung Đạo. Đây được xem là con đường để đưa linh hồn nhà vua đi vào cõi vĩnh hằng. Cầu Trung Đạo bắc qua hồ Trường Minh để đến Minh Lâu. Hai bên còn có hai cây cầu Tả Phù và Hữu Mật dành cho tùy tùng. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là Minh Lâu. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu nhất, cao nhất và đẹp nhất ở Lăng Vua Minh Mạng. Tên của công trình có nghĩa là Lầu Sáng. Nhiều học giả cho rằng Minh Lâu mang ý nghĩa của triết lý phương Đông. Lầu có hai tầng chính tượng trưng cho lưỡng nghi. Minh Lâu có hình vuông tượng trưng cho tứ tượng. Bên trên có tám lá mái là bát quái. Bát quái biến hóa tạo cho vạn vật sinh sôi với bốn cột cái, 12 cột quân và 20 cột hiên. Minh Lâu là một tòa nhà có bốn mặt giống nhau, trông xa có dáng một búp sen hồng chưa nở. Trên bờ nóc Minh Lâu có một bình pháp lam thắt lưng dáng quả bầu eo, thường gọi là bầu rượu, là biểu tượng của bầu thái cực, nơi phát sinh ra vũ trụ. Ở giữa Minh Lâu là một sập thờ làm bằng gỗ lim, quanh sập có họa tiết hoa lá được cẩn bằng xà cừ. Dưới bốn chân sập được bịt đồng, có bánh xe để dịch chuyển. Sập thờ này dành cho các vua đời sau đến ngắm cảnh nghỉ ngơi, ngưỡng vọng về các bậc tiên đế. Bốn dãy liên ba phía trên sập thờ được chia thành nhiều ô hộc, trang trí, hoa lá, bát bửu, thơ. Cầu thang gỗ trong Minh Lâu được chạm trổ hoa văn tinh xảo, dẫn lên lầu 2, nơi nhà vua đứng ngắm toàn bộ khung cảnh của lăng từ trên cao. Sân trước Minh Lâu trồng nhiều cây sứ, sân sau là vườn hoa mang hình chữ thọ.
Trên đó trồng hoa nhiều màu và những cây thiên tuế mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu. Hai bên Minh Lâu, vua Minh Mạng đã cho xếp đá thành thế Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, đặt trên hai ngọn đồi nhỏ là Bình Sơn và Thành Sơn. Giữa hai đồi dựng hai trụ biểu như hai ngọn đuốc thiêng để đưa linh hồn nhà vua trở về với thế giới vĩnh hằng. Dưới chân hai trụ biểu đắp hòn giã sơn tạo thế phong thủy Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, nghĩa là rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải, trầu vào tòa nhà Minh Lâu. Tất cả đường nét, hình tượng, âm thanh tạo nên không gian Minh Lâu thư thái, bình yên giữa đất trời. Quý vị là cầu Thông Minh Chính Trực. Cầu Thông Minh Chính Trực nằm trên trục thần đạo của Lăng, bắc qua hồ Tân Nguyệt đến trước Bửu Thành và Huyền Cung, nơi đặt thi hài của vua Minh Mạng. Cầu dài 49m, rộng 4m, được lát bằng đá thanh. Ở hai đầu cầu có nghi môn hay còn gọi là phương môn, được đúc bằng đồng, trang trí hoa văn hình mây ngũ sắc và bát bửu bằng pháp lam. Trên thân mỗi cột có một con rồng lượn quanh từ trên xuống, rồi ngước cổ lên, đầu hướng vào trung tâm. Trên đỉnh cột có các búp sen trắng phớt hồng bằng pháp lam. Dưới chân 8 cột đồng có 8 viên đá tảng, trên thì tròn dẹt, dưới lại vuông dạng gương sen. Phần vuông có khắc chìm hồi long gãy khúc, phần tròn thì khắc chìm từng cụm sóng bạc đầu. Ở giữa khắc nổi 4 chữ Hán lớn, Chính Đại Quang Minh. Đây chính là tôn chỉ cho việc vận hành bộ máy nhà nước dưới thời vua Minh Mạng. Thưa quý vị, quý vị đang đứng trước mộ vua. Sau khi bước lên 33 bậc đá phía trước, quý vị sẽ đến Bửu Thành, vòng thành bao quanh Huyền Cung, nơi yên nghỉ của nhà vua. Bửu Thành là vòng thành hình tròn xây bằng gạch vồ, cao 3,5m, chu vi 273m, chỉ có một lối ra vào qua Bửu Thành Môn. Bên trong Bửu Thành trồng nhiều loại cây, nhưng nhiều nhất là thông. Cổng Bửu Thành được xây theo kiểu vòm cuốn bằng đá thanh, lòng cửa rộng 2,1m, cao 2,65m. Cửa khóa quanh năm chỉ được mở vào lễ chạp và lễ thanh minh. Phía trên cổng có khắc 3 chữ Hán, Bửu Thành Môn. Đây cũng là điểm tham quan cuối cùng của quý vị. Trung tâm Bửu Thành là Huyền Cung, nơi đặt thi hài của nhà vua, được đặt ngầm trong lòng đất. Vua Minh Mạng mất ngày 21 tháng 1 năm 1841, nhưng mãi đến ngày 20 tháng 8 năm 1841 thì thi hài của nhà vua mới được đưa vào lăng qua một đường hầm và chôn ở Huyền Cung đến tận bây giờ. Theo Đại Nam Thực Lục, linh cữu của Hoàng đế Minh Mạng được chuyển từ Long Thuyền đậu bên bờ sông Hương vào quan tài ở Điện Lao. Ngôi nhà lợp cỏ được dựng tạm bên phải Bửu Thành, sau đó được đưa theo đường hầm qua 3 lớp cửa đá, rồi đặt tại vị trí Huyền Cung. Chỉ có một số đại thần thân cận nhất mới biết được thi thể của Hoàng đế được đưa vào đường hầm nào. Thưa quý vị, Điếu Ngư Đình là ngôi đình bát giác nằm cạnh bên hồ Trường Minh,
đây là nơi để vua ngồi câu cá, thư giãn sau mỗi lần thiết triều. Do chiến tranh và thiên tai nên hiện nay điếu Ngư Đình đã bị sập đổ, chỉ còn lại phần nền móng. Năm 2004, các nhà nghiên cứu đã khai quật khảo cổ công trình cho thấy nền móng của điếu Ngư Đình có cấu trúc hình bát giác, mỗi cạnh dài 3m, lòng rộng 7,68m. Móng công trình được xây dựng bằng gạch vồ, trên bó vỉa bằng đá thanh, nền lát gạch bát tràng hai màu xanh và vàng. Hệ thống chân táng bằng đá thanh có kích thước 40 x 40cm. Hai công trình Nghênh Lương Quán và điếu Ngư Đình có kiến trúc dáng vẻ khác nhau, được bố trí nằm sát hồ Trường Minh, đối xứng qua tòa nhà chính Minh Lâu, đã góp phần tạo nên vẻ đẹp nên thơ ở cảnh vườn lăng vua Minh Mạng. 2m2 bao quanh ba mặt của ngọn đồi Phục Thần Sơn, nơi dựng điện Sùng Ất. Bờ hồ uốn lượn quanh co theo hình dáng của La Thành, chảy qua mặt trước của Minh Lâu và mặt tây của Phục Thần Sơn. Đây cũng chính là đoạn chia hồ ra làm hai phần khá đối xứng qua trục thần đạo. Hồ Trường Minh nhận nguồn nước từ hai con suối nhỏ, bắt nguồn từ núi Cẩm Kê, chảy ngầm xuyên qua đường quốc lộ 49 và La Thành của Lăng, vọc tránh đường thành, đổ vào hai hướng phía núi Tịnh Sơn và Ý Sơn, rồi chảy vào hồ. Khác với những khu lăng cổ khác, trong tổng thể lăng Minh Mạng, các công trình hồ nước chiếm một diện tích đáng kể. Cùng với hồ Tân Nguyệt, hồ Trường Minh không chỉ góp phần tạo ra các yếu tố địa lý phong thủy mà nó còn tạo nên vẻ đẹp đặc trưng sơn thủy nước tĩnh cho khu lăng cổ. Về tên gọi, hồ mang tên là Trường Minh với ý nghĩa là tỏa sáng. Nếu nhìn từ sơ đồ, chúng ta dễ dàng nhận ra hồ có hình chữ nhật tượng trưng cho mặt trời và chữ nguyệt tượng trưng mặt trăng. Hai chữ này ghép lại thành chữ Minh, nghĩa là sáng, trùng với niên hiệu của nhà vua. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy suy nghĩ của người xưa thật sâu sắc.